Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm 6 tháng 9, Hà Tĩnh đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa dông và mưa lớn cục bộ từ Hà Tĩnh đến Phú Yên khả năng kéo dài đến khoảng 7/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, Bắc Bộ từ nay đến 7 tháng 9, đêm mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng 9-15/9, khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó, ngày 9-11/9 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trên biển, ngày và đêm 6 tháng 9, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5 mét.